Anh em có biết giờ anh em tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận, từ Free Fire, GoLock cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra ngay phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Em thấy sao? Mình đang săn được cái team Levi này anh em, đang chở team Levi giờ luôn, chưa giữa chân bay rồi. Yeah, thì chưa anh em. Ok, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại kênh channel của Star Jinx nha. Mình đây. Ok, thì không biết anh em có gọi là bị cái lỗi giống như mình vừa mới cho anh em xem hay không. Thì thật sự mà nói với anh em á, mấy bữa nay thì tôi ít chơi GoLock nhưng mà vừa mới vô ông Phát thì tôi cậy vãi cái liên anh em à. Thờ luôn gì đó, mình vừa mới vô săn cái được cái team Levi rồi, đang kéo team Levi về giữa chừng một cái bụp cái gì ra ngoài luôn. Thờ luôn, thôi ok, để anh em xem là có ra được trái nào rồi gỡ kèo không nha anh em. Ui, trái xa đao, oh my god. Ôi trời ơi, hồi trưa tôi đi liêu ra được trái T-Rex, bây giờ admin cho tôi trái xa đao, vãi, ngon trời. Ồ, vậy là bị admin bù chuột anh em ơi. Ổng gọi là ổng đền bù cho tôi rồi, là cái vụ gian game anh em mà trái xa đao đổi lấy cái team Levi anh em ơi. Ok, thì ngoài cái trái xa đao ra thì chúng ta còn một cái hay nữa, chính là hôm nay thì admin cũng đẹp trai vãi trưởng luôn, trong khi ổng sale chúng ta trái Venom cũng như là trái cầm tròn nha. Đó, 3 triệu. Hôm bữa thì mình đã mua trái Venom rồi, bây giờ thì sẽ dùng trái cầm cho anh để chơi thử cho anh em. Cũng ok phết đấy chứ không đùa đâu. Nhưng mà cái gì cái admin cũng phải tranh thủ sửa cái fix lỗi này nha. Cái lỗi này thì nó xuất hiện không phải là mới đây đâu anh em, mà là xuất hiện cũng khá là lâu rồi á. Từ cái lần mà GoLock sập tới giờ thì nó vẫn còn dư âm nha, cho nên là nhiều bạn vẫn rất là cay về cái vụ này. Đấy, thì không biết là anh em có biết cái gì hay chưa, nhưng mà mình vừa chơi bên là anime defense xong anh em, thì mình phát hiện ra thì admin đang đứng top bên đó. Thì chắc có lẽ là admin đang gọi là nghiên cứu thị trường bên đó để mà áp dụng qua cho thị trường lóc food anh em. Thì anh em không biết anh em ý kiến như thế nào, nhưng mà thấy là kỳ sao anh em, kỳ sao ấy. Ok, thì bên cạnh cái việc mà lỗi kết nối mạng ra thì chúng ta còn một cái lỗi nữa trên trang chủ Roblox ở trên web nha. Thì khi mà anh em đăng nhập vô á thì nó sẽ hiện lên một cái trang như thế này và anh em hoàn toàn không thể làm gì được hết trơn á, mà anh em bắt buộc anh em phải gọi là reset trang lại. Nhưng mà đa phần reset trang lại thì nó vẫn bị nha, cho nên là nếu mà anh em bị giống như tình trạng giống như của mình đây nè thì anh em nhớ là anh em hãy dùng túc VPN mà hôm bữa mình đã nói cho anh em rồi á. Anh em dùng túc VPN, anh em gọi là bật nó lên và sau đó anh em lót cái trang của GoLock lại. Thì nếu mà bắt anh em đăng nhập thì anh em cứ đăng nhập lại bình thường thôi, còn nếu mà anh em lót trang lại mà nó vô thẳng nick của anh em luôn thì đó là ok rồi, nó không còn gì để nói trơn á. Đấy, giống như của mình nè, mình may mắn mình vô được trang luôn chứ không cần phải lót gì hết trơn á. Thì cái lỗi này nó xuất phát từ cái nguồn gốc là GoLock sập, và có thể là admin đang gọi là chỉ như là bàn giao từ GoLock sang cho là VNG á anh em, cho nên thành ra là xảy ra một số lỗi chứ không mong muốn ở server Việt Nam. Server nước ngoài thì mình không biết nha. Đó, cho nên là nếu mà anh em có bị giỏi giống như mình á thì anh em có thể là kiên nhẫn và chờ đợi, mai mốt khi mà update á thì nó sẽ đỡ hơn xíu, mình cũng nghĩ vậy luôn. Thì tùy theo admin thôi nha anh em. Ok, thì đó là nội dung mà mình muốn mà bàn giao nhanh cho anh em trong video này, hy vọng là sẽ trấn an được cho anh em. Nếu mà anh em có bị lỗi thì anh em cũng đừng quá lo, tại vì đây là lỗi chung chứ không phải lỗi của riêng ai cả. Đấy, ok, bây giờ thì bye bye anh em nha. Người đội xanh năm này làm gì đang hùn lùi hết trơn rồi nè. Bye. Ok, bye bye anh em, chúc anh em ngày mới vui vẻ, và tôi sẽ ném trái salad này đây đi cho anh em nào lấy thì lấy nha. Hẹn lại anh em vào video tiếp theo nha. Bye bye.